Cô gái xấu xí sau 14 năm, U60 sống kín tiếng, bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp sinh năm 1964 tại Cà Mau, cô gia nhập làng giải trí từ những năm 1990. Thế nhưng, phải tới khi sở hữu vai diễn để đời trong bộ phim Cô gái xấu xí, nữ nghệ sĩ mới thực sự chiếm được cảm tình của khán giả. Tưởng đâu sau khi đổi đời nhờ một vai diễn ấn tượng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp sẽ thừa thắng xông lên. Ai ngờ cô đã mất hút khỏi màn ảnh nhỏ suốt 6 năm và mãi tới năm 2014 mới gây bất ngờ khi đồng ý đảm nhận vai diễn trong bộ phim Đoạt Hồn. Cô từng làm đạo diễn, giám đốc hãng phim và hiện tại thì vẫn là giảng viên giảng dạy diễn xuất tại các trường đại học. Ở tuổi gần 60, cô rất kín tiếng, hiếm lắm mới xuất hiện trở lại trên màn ảnh. Gần đây nhất, cô tái xuất với một vai diễn trong bộ phim kinh dị đình đám Chuyện Ma Gần Nhà. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp cũng kín tiếng về đời tư, cô hiếm khi chia sẻ về gia đình, sống kín đáo, bình dị. Người ta chỉ biết nữ nghệ sĩ có một cuộc hôn nhân êm ấm với ông xã là giảng viên bộ môn thể dục thể hình. Vợ chồng Ngọc Hiệp có với nhau một cô con gái.